Trúc Trương, ông Trần xin mến chào quý vị trở lại với chương trình Tâm sự Địa ốc của chúng tôi. Nếu như mà quý vị khách hàng nào mà có nhu cầu về mua bán nhà, các cơ sở thương mại, income property, những căn condo, townhouse, vacant lands hay hoặc những cái vấn đề về đầu tư địa ốc thì cứ liên lạc với Trúc Trương và Thông Trần tại 714-717-3691. 714-717-3691. Chủ trương của Thông Trần và Trúc Trương, uy tín, tận tâm, nhanh chóng, nhất là mang sự hài lòng và an tâm cho quý vị. Trúc Trương và Thông Trần lúc nào cũng để quyền lợi của quý vị trên hàng đầu trong sự mua bán địa ốc. Để trở lại với cái chủ đề của ngày hôm nay đó, thì là Trúc Trương và Thông Trần biết cái vấn đề này cũng bao nhiêu người cũng rất là nhức đầu, rất là thắc mắc rất là nhiều. Nhưng mà Trúc Trương và Thông Trần cũng biết là cũng nhiều những cái YouTuber khác, những cái kênh YouTube khác hay hoặc những agent khác cũng đã từng nói nhiều lắm rồi. Nhưng mà Trúc Trương và Thông Trần vẫn còn gặp phải đối với những khách hàng của mình cũng chưa có giống như là cũng chưa có hiểu rõ lắm về cái vấn đề này nha. Thì đó là cái chủ đề của ngày hôm nay. Closing cost là gì và họ làm sao để tính được cái closing cost đó? Cái chủ trương này không phải mình Trúc là khách Trúc bị mà Thông cũng là bị, tại vì lúc mình chi tiền ra, lúc mình lần đầu tiên mình mua nhà, thậm chí những khách hàng đã từng mua nhà rồi người mà người ta cũng không nắm vững cái này, thì cái này nó đúng là cái tự nhiên của con người. Lúc mình trả chi tiền nhiều quá một lần thì mình hơi đau, thì mình phải thắc mắc cái đó là tự nhiên. Nhưng mà Thông Trần Trúc Trương cũng ráng giải thích cho quý vị để cho quý vị có một cái hành trình lúc mà quý vị mua nhà là quý vị phải để dành thêm bao nhiêu tiền để mình trả trang trải cái chuyện lệ phí giấy tờ này nọ. Thì cái closing cost trong cái việc mua bán nhà này thì đại khái nôm na dịch ra tiếng Việt là giống như cái tiền mà mình trả lệ phí giấy tờ để chuyển nhượng giữa người mua với người bán đó quý vị nha, thì gọi là closing cost. Thì để trước tiên đó thì quý vị thấy cái người người bán với người mua đều phải trả closing cost, nhưng mà cái số tiền đó là khác biệt nhau. Họ cái người seller họ trả là cái người chủ nhà đó họ trả cái phần của họ, tiền giấy tờ của họ. Người buyer họ trả cái phần tiền giấy tờ của họ, không có ai liên quan ai, thành ra là mỗi bên cái lệ phí nó khác nhau. Tại có nhiều cái chót nó khác, không có giống nhau. Bây giờ Trúc Trương sẽ đưa ra những cái giống như cái lệ phí gì mà giữa cái người seller và cái người buyer đều trả giống nhau. Giống như là thí dụ như giờ bên seller nha, Trúc Trương nói seller, cái thứ nhất là cái tiền escrow ha, cái tiền escrow fee thì cả hai bên đều trả, nhưng mà mỗi người cái số tiền không bằng nhau ha. Thì trong cái tiền escrow đó quý vị cũng thấy là họ có nhiều, Trúc Trương không muốn đi chi tiết tại vì đôi khi nói ở đây quý vị cũng không có nhớ được, mình chỉ biết những cái chính. Trong cái tiền escrow trong đó thì nó có những cái tiền giấy tờ làm thủ tục hồ sơ để làm chuyển nhượng từ người chủ nhà, từ người chủ cũ qua cái người chủ mới ha. Trong đó nó có include luôn, giống như cộng luôn cái tiền notary đó quý vị. Notary là cái tiền mà thị thực chữ ký đó. Thì trong lúc làm giấy tờ thì bên seller họ cũng phải thị thực chữ ký, đóng dấu lăn tay của trên giấy tờ của cái phần người seller, thì buyer cũng đóng dấu cái lăn tay giống vậy nhưng mà cái giấy tờ khác ha. Thì cái đó là cái phần của người seller và buyer giống nhau là escrow fee đều phải trả. Nhưng mà cái số tiền khác nhau, là quý vị hiểu rõ ràng như vậy. Thì sẵn đây Trúc Trương cũng giải thích một tí escrow, cái văn phòng escrow là gì, nhiều người cũng không hiểu gì với cái vấn đề escrow. Thì sau này Trúc Trương sẽ có thêm những cái cuốn video kế tiếp nói sâu về cái công việc làm của cái người escrow là làm gì ha. Thì Trúc Trương chỉ nói sơ, escrow là một văn phòng trung gian, là người đứng chính giữa, một văn phòng chứng chính giữa, họ làm giấy tờ chuyển nhượng giữa chuyện mua bán với nhau, là họ cũng có cái license đàng hoàng ha. Thì mình làm khi mà mình mua bán, việc mua bán nhà bên Mỹ này, mình cần có văn phòng escrow để giúp mình, để clear hết everything, những giống như để rõ ràng hết những giấy tờ gì hết đó, là bắt đầu thị thực chữ ký là
có người làm chứng để cho mình cái việc mua bán nó hợp pháp, thì cái đó là văn phòng escrow nhiệm vụ của họ. Rồi cái thứ hai kế tiếp là cái tiền title insurance, thì bên cái seller thì họ chút quên nữa, cái phần đầu là escrow fee, đó là cái tiền lệ phí escrow, thì người ta sẽ tính giống như tính lên cái họ bay vô cái giá trị căn nhà, thí dụ mình offer 600.000 thì họ tính vô cái giá trị căn nhà thì họ chốt cái tiền lệ phí ha. Rồi cái title cũng vậy, cái title company mình cũng phải cần trả, cái seller họ cũng phải cần trả cái tiền title company đó, thì cái title company họ cũng căn cứ vô cái trị giá căn nhà mà họ chốt cái tiền lệ phí cho cái người seller, và cái người buyer đó cũng phải trả cái title insurance giống như bên seller, nhưng họ trả cái họ bên cái title của cái người buyer trả đó thì họ base vô cái loan amount, đúng không? Giống như thí dụ như là quý vị mua cái nhà 600.000, quý vị down 200.000 rồi, mình mượn cái loan là 400.000, thì cái title company đó họ sẽ chốt cái tiền title base vô cái 400.000 là cái số loan mình mượn đó ha, cái số cái tiền nợ, mình mượn lender đó. Đó, đúng rồi. Là rồi xong cái kế tiếp là cái phần thứ ba đó là cái bên seller họ sẽ trả thêm cái tiền gì trong cái closing cost, là tổng cộng cái số tiền chi phí đó. Là cái thứ ba là commission ha, cái tiền đó cũng là một cái số tiền lớn đó, tiền hoa hồng á. Tiền gọi là đúng rồi, tiền quê hồng mà giống hồng. Như tiền trả lệ phí cho agent đó quý vị ha, thì là cái gọi là cái commission đó, là cái đó là bên cái phần của seller trả. Còn đối với buyer có trả commission không quý vị? Không nha quý vị, buyer không trả commission cho cái người agent của mình, mà cái người agent của mình không trót một đồng nào vô cái người buyer hết ha, thì cái tiền quê hồng đó cái người chủ nhà đã trả cho cái người listing agent với lại cái người buyer agent ha, cái người list với cái người mua đó, agent list với agent mua, thì họ sẽ được người seller trả cái commission đó từ cái người listing agent với buyer agent đó, họ share với nhau cái phần tiền đó ha, là cái commission. Thành ra nhớ mình, nhất là quý vị lần đầu tiên mua nhà đó, mình không trả lệ phí cho cái người dẫn mình đi xem nhà mua nhà nha, ngoại trừ ha, ngoại trừ như thế nào thông trần, ngoại trừ là người bán ok, họ bán ok anh muốn dẫn vô cũng được, nhưng mà tôi nói trước là tôi không trả commission cho anh. Đúng. Thì, cái người chủ nhà đó đúng không, người chủ nhà không trả thì bắt thì mình, nếu mà khách của mình thích căn đó thì mình cũng phải nói thẳng với khách hàng, nếu anh chị muốn mua căn này nhưng người chủ không chịu trả commission cho em thì mình tự động mình đi với lại người khách hàng của mình. Nếu thường thường đa số là người ta trả 200 đến 250-300, thì tùy theo nếu mình thương khách hình mình thì theo mình trả thương lượng với nhau, mình làm cả hai bên đều vui đó. Là một ngoại lệ. Đúng rồi, cái đó là tùy, giống như lâu lâu mới gặp cái một trường hợp đó, đúng rồi. Từ xưa giờ chưa nhiều. Dạ, thì cũng có nhưng mà ít lắm, chút chương cũng hình như gặp một lần ha, chứ cũng chưa bao giờ thấy. Tại vì cái này á là nói nhanh nhanh là nếu mà người không trả mà người mua đó, ngoại trừ cái căn nhà đó quá rẻ thôi, người buyer mới chịu bỏ tiền ra để đúng trả rồi cho người agent của mình. Chứ mà bác mua mà kiểu mà phe mắc cạnh như tại sao họ không đi mua cái ăn cá. Đúng. Đó thì cái đó là chúc Trương nói thêm, chúc Trương và Thông Trần muốn giải thích thêm á, chứ còn bình thường là buyer không trả tiền quê hồng cho người người agent của mình nha. Ok, rồi cái phần thứ tư á là cái closing cost của cái người seller là trả tiếp là cái gì nha quý vị ha. Thì cái người seller nếu như mà họ thí dụ như là họ đóng, thường là đã đóng property tax rồi, đúng không? Lỡ có nhiều người còn thiếu chưa đóng property tax đó là họ không có cho đóng escrow đâu quý vị nha, không cho đóng hồ sơ. Thành ra nếu như lỡ mình mà thiếu, mình chưa đóng á, mình giống mình bị trễ đó ha, nhiều người người ta quên hay là nhiều người cố tình chưa có tiền trả đóng property tax, thì là nó có cái record là mình chưa trả, thì là lúc mà mình bán nhà đó, cái số tiền của mình đó là escrow họ sẽ giữ lại cái số tiền đó để trả cho property tax ha. Rồi
Còn cái phần là property tax rồi chưa tính là nếu như cái căn nhà ở thì không nói, cái căn nhà đó mà seller họ ở đó để ở không nói, mà lỡ họ mua cho mướn đi, đúng đầu không? tư đi, Đó, đầu nói là đầu tư tư đi à. thì mình phải trả tiền gì chứ không Tiền cần biết. tiền thế của tiền lời đó Đúng rồi. cũng là income tax á, gọi là cái phần lời. Ví dụ đi, quý vị là 3 năm trước quý vị mua một cái căn nhà 500.000, bây giờ đó quý vị mua đầu tư đúng không, Mua cho thì thuê nó mua cho ra thuê đó, mà đó. rồi quý vị bây giờ quý vị thấy căn nhà lên quá thành 800.000, quý vị bán 800.000, có nghĩa là quý vị mua 300.000 mà quý vị bán 800.000. 500. Họ mua 500. Sorry, họ mình mua 500, bây giờ mình bán 800, đó nghĩa là mình lời 300 300. ngàn, là mình phải đóng thuế trên cái 300 ngàn của mình lời. Đúng rồi. Là bởi vì chú Trương nói là cái sale cái gọi là giống như capital gain đó, ha, À, giống như mà tiền lời trên cái nhà mình bán thường đầu tư. thường 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 cái tiền đó là escrow, nó sẽ giữ lại tiền Đúng thuế rồi. như là 10 10 Thì 10 tùy tùy mỗi à, người, cái thí dụ như 18 là đến 18 23 đến 23% hay 18 hoặc là 23%. quý vị để cuối năm mà quý vị tính tổng cộng cái income của cái năm đó đó, họ trừ thuế vô. Tại cái đó thì chú Trương chỉ nói sơ thôi, Thì còn cái con số chính xác quý vị phải đi tham khảo với cái CPA của mình đúng rồi đó ha, chứ chú à. Trương và Tông Trần không phải là cái người CPA, thành ra nói lạng quạng không đúng, thì mỗi người cái income khác nhau, thành ra cái đó là chú Trương và Tông Trần chỉ nói sơ thôi ha. Đó là cái phần mà giống như là capital gain. Rồi còn cái phần ở bên cái người buyer nha, giờ compare qua so sánh với cái người buyer có đóng cái property tax hay không, thì là nếu như quý vị đi loan đi ha, đôi khi mấy là có một số lender họ kêu mình phải trả trước một hai tháng tương 2 đương tháng 3 tháng hay tương 6 đương tháng. 2 tháng đến 6 tháng, mỗi Đúng rồi, lender mỗi tùy. mỗi cái policy của lender Họ kêu mình đóng nó trước ha quý vị ha, họ kêu mình đóng trước. Rồi còn chú Trương nói lại ở bên seller một tí nè, bên seller thí dụ như property tax như chú Trương nói, lỡ quý vị đã đóng rồi đúng không, quý vị thí dụ quý vị đóng nguyên cả năm rồi đi ha, mà lỡ cái nhà mình mới ở có nửa năm mà tới tới tháng thứ sáu thôi, rồi mình đã đóng nguyên năm, thì sau này escrow họ sẽ tính hết quý vị, họ sẽ tính là nó tính từng ngày á, nếu như mà mình đã ở 6 tháng một ngày thì họ cũng sẽ trả lại cái phần mà mình không ở, mà họ sẽ tính cái phần đó cho cái người buyer đúng không, là họ sẽ trả lại cái phần còn lại của mình. Quý vị chỉ lo là mình chỉ đóng property tax từ cái ngày mình bắt đầu ở cho tới cái ngày mình đóng escrow nha, mình đóng cái hồ sơ đó là họ chỉ chót tới ngày đó thôi, từ ngày sau kia là trở thành cái người chủ mới phải trả. Nói đúng ra là đúng đúng y chang cái ngày mà escrow nó record Là đóng rồi đó, là CD mình xong à. đó ha, là mình xong cái bắt đầu là cái phần kia là cũng người bay họ trả đó. Thì như là chú Trương nói phên bên cái phần người mua đó, thì đôi khi như Thông Trần đã nói chú chỉ lặp lại sơ sơ là từ 2 3 đến 6 tháng ha, có thể từ 2 đến 6 tháng tiền họ họ bắt mình phải đóng property tax trước đó. Rồi bây giờ tới cái phần thứ năm nè, cái phần thứ năm này là cũng tùy. Chú Trương nói lỡ cái nhà house thì không sao, nếu như mà mình mua cái nhà condo townhouse apartment gì đó thì nó hay có SOE đúng không, thì khi mình có SOE đó, cái tiền giấy tờ mà để chuyển nhượng từ người chủ mới sang người chủ cũ, thì cái người chủ nhà đó thường là họ trả cái gọi là cái SOE for Trên repairing disclosure, là giống như là cái giấy tờ mà để họ họ giống như nói chi tiết về trong cái khu đó hay hoặc cái SOE đó, cái policy của nó, họ như thế nào, gọi là cái luật của họ như thế nào, tiếng trong mình là CC thì cái đó là trong trong nghề thôi, chứ nói ở ngoài khách hàng cũng không biết, thì chỉ có đại khái là ở trong cái khu đó họ sẽ giống như nói rõ nguyên với bộ hồ sơ để nói rõ ở trong đó cái luật của họ như thế nào đó, gọi nói chung ra là cái luật policy á, lệ, luật lệ policy cái của luật họ đó, lệ của cái trong cái khu họ điều luật của họ họ đó. cần cái gì thì họ gửi cho mình nguyên bộ đó, thì họ khi mà họ làm nguyên một bộ hồ sơ đó thì họ cũng chót tiền nha quý vị, thì thường cái đó là cái người chủ nhà đó sẽ trả ha, người chủ nhà sẽ trả. Rồi cũng cái thêm một phần của cái SOE nữa là mình cái phần giấy tờ mà transfer á, transfer là giống như chuyển nhượng á, giấy tờ chuyển nhượng cho người Ngày mới mới á, ừ. thì
nó có thể là người chủ nhà trả hay hoặc là người buyer trả, là lúc đó hai bên thương lượng ha. Còn cái phần kia, phần đầu á, là người chủ nhà phải trả. Rồi tính thêm qua bên cái người mua nè, người mua đó thì phải trả cái phần gì của cái SOA, thì cái người mua cũng trả cái phần gọi là SOA certification, là giống như cái certificate đó quý vị. Thì mình, cái người mới đó cần phải trả cái số tiền đó nha. Đó là ở phần phần mà những cái nhà có SOA, còn mình nhà house thì không cần, quý vị giống như không bị cái số tiền đó, cả hai bên đều không bị ha. Rồi cái phần kế tiếp là cho cái người seller, là cái phần thứ sáu nè. Thí dụ như quý vị mua một căn nhà mà lúc offer đó, cái người mua đó, họ request ra giống như họ đòi hỏi mua cái home warranty, giống như cái bảo hiểm trong nhà đó, trong một năm đầu cho họ đi. Thì cái người chủ nhà đó, nếu như họ đồng ý đó, họ đồng ý họ mua để họ họ cho một năm warranty, thì họ đồng ý, thì trong cái closing cost cũng phải tính tiền vô SO, họ cũng sẽ tính tiền cái home warranty đó ha, tính vô thì nó cũng nằm trong closing cost. Còn nếu như mà người chủ nhà họ không đồng ý cho cái home warranty đó thì là không cộng vô, nó vậy thôi đó ha. Rồi cái kế tiếp là cái tơ mai inspection hay hoặc tơ mai report gì đó, tùy cái người mua họ đòi hỏi. Nếu như họ đòi hỏi cái home warranty với lại cái tơ mai này nè, là do cái sự đòi hỏi của cái người mua ha, cho sự đòi hỏi của người mua. Cái tơ mai là mối đó quý vị, giống như mình làm cái kiểm tra về cái phần mối, mối có ăn trong nhà, hư cột hư kèo gì trong nhà hay không, rồi có cần chùm mối nguyên căn nhà hay không ha, thì cái report nó ra mình mới biết. Thì người chủ nhà họ chịu đồng ý trả thì là cái tiền lệ phí đó nó sẽ cũng bill vô trong cái closing cost cho cái người chủ nhà, cho người seller. À, còn nếu họ không đồng ý trả thì coi như cái phần đó chủ nhà không không có cộng vô trong closing cost nha. Cái đó là rõ ràng ha. Đó là ở bên buyer họ đòi hỏi. Có nhiều khi á, cái phần mà tơ mai hay home warranty, nhiều khi cái người buyer không đòi hỏi, nhưng người chủ nhà cũng giống như họ họ muốn cho luôn cái phần đó, rồi vai cái phần đó thì không sao, mình khỏi đòi. Nhưng mà nếu cái gì mà đã chịu chi thì retro nó ghi vô hết ha. Đó, rõ ràng. Rồi tới cái phần thứ 8 nè, những cái vấn đề mà county với CD transfer thác phi á ha, cái transfer cái thác qua người chủ này, qua cái người chủ cũ, qua người chủ mới đó, thì tùy nếu CT nào họ chót á thì là phải ghi vô. À, rồi tùy cái người giữa mình thương lượng với nhau lúc mình offer đó, cái đó là cái người chủ nhà trả hay cái người mua trả, thì nếu như người chủ chịu trả thì ghi vô ha, cộng vô cái số tiền lệ phí luôn. Còn nếu buyer trả thì cộng vô cho cái phần của buyer nha. Rồi cái đó là coi như là tất cả những cái gì mà seller trả là hết phần seller đó, bắt đầu bên buyer cộng thêm những cái thứ khác. Đó là cái phần đôi bên có trả giống nhau hay là cái phần nào buyer trả, seller không trả. Thì bây giờ cái phần chính ở bên của người mua đó là cho nó nói, khi mà buyer request mướn cái inspection đó, còn các inspection đó thì tùy theo. Thì bây giờ Trúc Trương mới nói là bây giờ bắt đầu mình đi thêm, tại vì nãy Trúc Trương nói là những cái gì mà buyer với seller vừa phải trả hay không trả, còn bây giờ những cái phụ của buyer phải trả only mà không có seller không có bị trả đó ha. Thì bây giờ cái phần kế tiếp nè, thí dụ như cái người mua đó mà họ không đi loan, họ đi khác thì dễ quá rồi, không có cần trả tiền appraisal gì hết đúng không đó. Rồi nhưng mà cái home inspection là tùy, có người người ta muốn làm home inspection, có người không, nhưng mà phần lớn người ta sẽ làm. Nhưng Trúc Trương với Thông Trần cũng recommend, giống như cũng muốn khuyên quý vị là nên làm home inspection đúng không, cho dù mấy cái căn nhà mới build cũng làm để mình biết là nó hư hại gì. Chẳng đó mình trước khi mình dọn vô mình kêu builder sửa cho mình luôn cho nó thoải mái hơn, dễ dàng hơn chứ. Rồi để giải thích rõ ràng, cái home inspection thường là sẽ không cộng vô closing cost, tại vì thường cái home inspection đó là giống như optional,
giống như là tùy cái ý cái người buyer chọn có nên làm hay không, mà thường là họ order cái là họ trả liền ha, tự họ trả luôn chứ không có cộng vô closing cost. Cái đó là chút chương giải thích, phần lớn người ta không muốn cộng vô, người ta tự trả ngoài, tại có vài trăm đồng thôi quý vị nha. Rồi khi mà mình mượn lô ha, thì bắt đầu mình phải trả tiền appraisal. Appraisal bây giờ phần lớn đó cũng người người mua đó họ cũng tự dùng cái credit card họ trả luôn. Đó, cái người làm loan họ order cái appraisal cho mình thì là dùng cái credit card họ trả liền luôn ha. Thì không có cộng vô những cái gì mình trả riêng rồi đó, quý vị nên nhớ rõ ràng những cái gì mình trả riêng rồi không cần cộng vô cái trong cái tiền lệ phí mà kiểu mà lúc mình làm như ngoại mua bán trừ, ngoại trừ lúc mà quý vị không có tiền á, quý vị muốn là trả sao á thì escrow sẽ giữ tiền lại cho rồi, trả sao. Dạ. Đúng rồi. Thì bây giờ bắt đầu đi sâu vô cái phức tạp nhất mà cái số tiền mà là nhiều người khách hàng lúc nào cũng thắc mắc mà tại sao cái số tiền này nó nhiều chót tùm lum tùm la. Cái đó này, là về cái này là nhức đầu người nào mà nhấn vô mười người khách vừa mua, người mua, người agent, người loan đều nhức đầu như thế này. Mà cũng phải cần giải thích rõ ràng nữa. Và trong năm giải thích rõ ràng mà cũng vẫn bị không có happy nữa. Thì cái quý vị biết là cái tiền mà nhức đầu nhất á, là quý vị biết chút chưa, có thí dụ như 10 người khách là hết 7-8 người thắc mắc gì cái này rồi, bảo đảm luôn 7-8 người. Thành ra chút chưa thấy nó thường lắm, nó bình thường, nó không gì đặc biệt. Thì mình biết thế nào, tới cái ngày sắp đóng hồ sơ là có chuyện, là gửi cái giống như cái miệng kiểu mà cái estimate á, giống như là chưa tới cái final closing statement đâu, cái estimate thôi, để trước khi người ta ký loan đó để người ta biết cái nó sẽ là bao nhiêu để kêu vô closing estimate á. Đó thì là bắt đầu để check lại coi những tiền lệ phí như thế nào để người ta sẽ chuẩn bị cái số tiền người ta quay vô ha. Thì cái đó là cái vấn đề về cái số tiền mà gọi là cái loan fee đó quý vị ha. Cái loan thì trong cái loan fee nó có nhiều thứ lắm, thí dụ là origination fee, rồi cái process gọi là cái underwriting fee, rồi processing fee. Đó trong cái loan họ chót nhiều thứ ở trong đó nha. Nhưng mà ngay từ lúc đầu đó mình thí dụ như mình shop cái loan đi, mình đi tìm một cái lender để mình làm, thì họ cũng sẽ nói là họ chót bao nhiêu phần trăm. Thí dụ như những cái loan bình thường thì chừng khoảng từ 1% trở xuống, đúng không? Cái loan mà full đó đúng không, thì lender họ chót 1% tùy thôi, nhưng mà ý chút chung nói cái đó là cái trung bình á, là khoảng đó ha. Mà cái 1% của trên cái giá cái loan của vi vị cái loan mượn nha, chứ không phải 1% của trên cái căn trị giá của vậy căn nhà không phải cái loan ở mao đó, cái số tiền mình mượn đó thì họ chót vô đó. Rồi ngoài ra nó có credit report fee đúng không, rồi đủ thứ ở trong đó. Cái đó là cái người ta sẽ cộng vô, nhưng mà thật ra họ ghi chi tiết từng hàng là chót cái gì nó rất là rõ ràng. Thành ra là quý vị không có lo vấn đề đó. Rồi ngoài cái loan về cái loan phi ha, rồi họ còn chó mình còn phải cái người mua nhà mà mượn loan còn phải trả, thí dụ như về cái vấn đề mà repay interest ha. Repay interest có nghĩa là giống như thí dụ như quý vị mua cái căn nhà đó đi, chút giả sử cái giống như chút mới đóng hồ sơ một căn nhà, thí dụ như là đóng tháng 12 ngày 5 tay đúng không, mà thường lender đó họ bắt mình trả cái bill lúc nào, họ họ bill cũng bắt đầu từ một tay đúng đầu không tháng, đầu tháng. Cho nó dễ á. Đúng rồi, đầu tháng có nghĩa là nếu mình đóng hồ sơ khoảng 5 tay tháng 12 mà tới 1 tây tháng 1 mình mới bắt đầu mình trả first mortgage, là cái bill đầu tiên để mình trả mortgage, thì từ 5 tây cho tới 1 tây là nó cũng coi như 27 cho 25 ngày đi. 25 27 ngày gì đó. Nếu tháng nó 30 ngày đi 25 ngày đi. Đó cho như vậy ha, nếu như vậy thì họ sẽ tính interest rate từng ngày đó. Đúng không? Tính interest rate từ ngày đó họ nhân lên, thí dụ như cái tùy cái loan của mình với lại cái chấm mình, cái phân lời mình lót, thì đại khái chút chương nói như người khách chút đi họ mượn cái loan tới 850 mấy đồng, thì 50 mấy ngàn, thì bây giờ họ cái rate cái của họ phải trả một ngày là 153 đồng mấy đó, thì nó nhân lên cho 25 hay hoặc 27 ngày đó, thì là mình phải trả thêm, thành ra thành 4 ngàn mấy đó cộng vô
cho trong cái closing cost của người buyer. Thành ra cái người buyer nó ủa sao đâu cộng thêm cái đó nhiều quá, không phải cái người loan hồi chót mà cái đó là cái mình phải trả, tại vì trong cái tháng đó họ chưa có bill mình, họ lấy cái entry date trước của cái tháng mình mới vừa đóng, cái năm cái tháng tới họ mới bill cái tháng đầu tiên, hiểu chút chương nói Thật chị nói với ra mấy vị mua mướn một cái căn nhà cũng vậy, không? À, đúng họ rồi cũng lấy payment trước đúng quý rồi vị ở, cũng như ừ. một tay quý vị phải trả, cũng như là tháng 12 đúng không, một tay tháng 12 quý vị phải trả, là quý vị ở đến cuối tháng Ừ. tháng 12 một tay tháng 1 quý vị phải trả Thì nữa đó à. thì có nghĩa là họ cứ giống như cứ bắt đầu đóng hồ sơ ngày nào thì họ chót interest rate từ ngày đó, Đúng rồi. chứ mình vô cũng vậy thôi, giống như ví dụ mình đi mướn apartment cũng vậy quý vị, nếu như mà vô ví dụ như cái bà manager đó bà nói bây giờ giữa tháng rồi mà ở đây cái ông chủ ông muốn là bắt đầu từ đầu tháng đi, giờ bà muốn vô ở trước thì bà trả trước nửa tháng đúng không, rồi bắt đầu cái bill tới là phải trả nguyên tháng đúng không, nó giống vậy đơn giản vậy đó, thì cái lender nó chót giống vậy, rồi cái đó là mình trả trước cái đó ha, rồi xong ngoài ra nó có cái discount point, cái discount point nữa là cái gì không cần À, discount ha. point là cũng nghĩa ví dụ đi, quý vị mua một cái căn nhà là cái tiền lời lót là hiện tại ví dụ là 7 chấm đi, mà quý vị không không muốn 7 chấm tiền tiền nó cao quá, quý vị mua xuống thành 6 chấm rưỡi đúng không, là có nghĩa quý vị mua nửa chấm, thì tùy theo một cái thời gian nào đó rồi lender tùy theo mỗi lender nó chạc đó à, mà nửa chấm đó quý vị phải trả cho tôi là 7.000, thì quý vị phải trả 7.000, Giống như hay là quý vị trả 30 năm, thì thường thường đó, discount point là mình mua mua một mua lần mình mua lần trả một thôi, lần đó thôi, là 30 năm mình sẽ trở thành là sáu chấm chỉ rưỡi giữ thôi cái phân lệnh, à. có nghĩa là thí dụ mình lót 7 chấm mà giờ tôi nói thôi rồi 7 chấm tôi thấy cái bill nó hơi cao tôi muốn mua nửa chấm 6 chấm rưỡi, thì bây giờ quý vị trả một lần nó chót 7.000 cho nửa chấm đi, mình trả một lần đó 7.000, rồi sau này cái 6 chấm rưỡi đó mình đi hết 30 năm Đúng rồi rồi à. đó, đơn giản vậy, giải thích ha, thì mình muốn thì mình mua, không muốn thì thôi, thì mình không cộng, họ sẽ không chót cái số tiền đó ha, cái đó là optional, cái đó tùy chọn, rồi cái đó gọi là discount point đúng không, rồi ngoài ra cái nãy mình có cái repay property tax rồi ha, bây giờ cái insurance, tại khi mình mua loan đó, mình đi loan đó, đi finance á, thì lender nó muốn secure cho cái loan, cho cái loan của họ ha, cái số tiền Skill mình cái căn nhà họ của cần họ đúng rồi là skill cái căn nhà của ừ, họ trong thì nửa họ chừng trong vòng 30 năm đó, cái nhà của quý vị có thể cháy bất cứ lúc ừ nào, đó hoặc là mấy vị ở trong khu mà earthquake thì hoặc là blast blast zone họ phải zone, bắt mua tùy theo insurance. họ, nếu quý vị ở trong cái zone đó họ cũng bắt buộc đi mua luôn mấy cái bảo hiểm Ông đó luôn, tại còn vì cái đó là tài sản của bang, nhà bang, bật đúng rồi ngoại trừ quý vị đến một pay ngày chót quý vị trả hết luôn á, là cái đó là của quý vị, ừ. chứ mấy vị còn thiếu còn vẫn còn một ngày là nó cũng vẫn bắt quý vị mua một ngày. Có nghĩa là mình thì nói là mình là chủ đó nhưng mà mình chưa có ôm nó đâu À, chưa 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 phải, mình à. nói miệng là chủ thôi chứ thực ra là nhà băng nó ôm cái đó chứ không phải mình ha quý vị ha, rồi xong là có nghĩa là cái home insurance đó, cái gọi là cái fire insurance ha, thì bắt buộc khi mượn loan là bắt buộc họ phải bắt mình mua cái fire insurance, còn cái plus insurance là tùy cái khu mình có lũ lụt thì mình mua thêm hay có động đất thì mình mua thêm thôi ha ha, rồi cái xong rồi cái insurance rồi xong hết rồi ha, thì bây giờ đó quý vị thấy là đó là tất cả những cái gì ở bên buyer họ phải cần chi phí trong cái gọi là cái closing cost, thành ra đó có nhiều người khách đó, có nhiều người khách họ nói ủa sao cái closing cost nói tôi có 5-7 ngàn hay 10 ngàn mười mấy ngàn giờ ra sau tới mấy chục ngàn, nhưng mà quý vị nên nhớ cái bên loan họ đâu phải chót cái đó, cái escrow họ đâu có chót đúng không, bên loan họ không liên quan gì escrow hết đó, còn cái này họ tính là tổng cộng vừa escrow vừa title vừa insurance vừa property tax vừa cái POI vừa này kia họ cộng dồn vô tất cả mới ra mấy chục ngàn, chứ không phải là người ở bên lender họ chót mình hết tất cả mấy chục ngàn đó, quý vị nên nhớ nha, rõ ràng mình nếu mình muốn thắc mắc gì về loan mình coi cái phần về loan họ chót thôi, còn ở bên escrow là bắt buộc, tại bên chủ nhà thường mà họ list lên nhà bán họ muốn mình đi bên escrow của họ với title của họ
mình không chọn lựa ở bên đó họ chót bao nhiêu chót, mình có thể ở mình negotiate thử coi bên escrow nó có bớt được 50-70%, thường là họ cũng không bớt, quý vị, tại cũng chẳng bao nhiêu tiền, thành ra họ không có bớt ha. Thì rồi cái này cho Thông nhắc nhở quý vị luôn. Thường thường đa số có những người khách hàng, tại sao người bạn tôi mới mua đây, cái loan nó chạm như đây, tại sao tôi phải chạm trả như đây? Thì quý vị nhớ mỗi cái loan, mỗi cái amount người ta mượn khác nhau, những cái đó khác biệt rồi. Nhì đó là điểm tín dụng của quý vị, mỗi người mỗi khác nhau. Cái thứ nhì là một là cái thứ ba đó là người ta đi full đó, còn mình không có full đó. Mình là không chứng minh income thì cái loan nó lại mắc tiền hơn, nó chạm tiền nhiều hơn, tại vì cái đó là cái rủi ro của nhà băng, nó rủi ro nhiều hơn ha. Rồi tùy theo cái phần đau của quý vị nữa, quý vị mà đau thì quý vị đau nhiều thì đúng chốt thì nhà băng nó sẽ coi cái đó, thì nó sẽ cho quý vị mượn cái tiền lời nó khác. Rồi ngoại trừ cái đó, bữa nay quý vị mượn, ngày mai quý vị mượn, tiền lời nó lên hàng giờ chứ không phải lên hàng ngày nữa, nên tùy theo lúc mình đóng, mình lót ngày nào, cũng như tháng trước nó vẫn còn 6 tháng, tự nhiên tháng này nó lên 7 tháng nên mình đâu được lót được 6 chấm, hay là ngày qua nó lên nó 6 chấm, bây giờ bữa nay lên 7 chấm, mình bắt buộc mình phải đóng 7 chấm. Có nghĩa là mỗi người mỗi khác, thậm chí là cho dù thí dụ như quý vị mua cái, thí dụ người bạn họ mua cũng 1,2 triệu, mình cũng mua 1,2 triệu, thì quý vị đừng thấy ôi số tiền mình mua giống nhau là có nghĩa là cái closing cost mình giống, không có. Như Thông Trần giải thích rồi đó, nó phụ thuộc vô cái chuyện mà cái loan mà mau mình mượn, rồi cái những cái ray mình lót, rồi những cái tiền chi phí, cái tiền mình đao, rồi những cái thí dụ như cái insurance mình mua nữa, đúng không? Nhiều khi thằng đó nó mua 1,2 triệu nhưng mà nó mua cái bảo hiểm nó không khô vào nhiều, mua rẻ rẻ thôi, còn mình mua nhiều thành ra mình cộng vô đó, có phải mình lên không, mình lên số tiền không, đúng không? Rồi thí dụ như cái ông đó, thí dụ như ổng cái khu của ổng 1,2 triệu nhưng ổng phải trả plus insurance, phải cộng vô, còn mình không có thì mình ít hơn, thí dụ như vậy. Ngoại trừ là người này mua bảo hiểm cái company này, mình mua bảo hiểm company cũng như vậy, quý vị có thấy không, cũng như mình mở cái phone hai đường line thôi mà T-Mobile nó chặt khác, Verizon nó chặt khác, AT&T nó chặt khác nữa, tùy theo mình nữa. Rồi thậm chí nhiều khi cái thằng nó mua chủ nhà nó chọn escrow nào nó chặt rẻ hơn, hay hoặc mình chọn escrow bên mình nó seller chặt cái escrow cao hơn, mình phải chịu mỗi thứ, cứ mỗi thứ thêm chút là mình ra tới cầu thêm một vài ngàn đó quý vị, chứ không ít nha. Thế cái đó là thành ra mình không thể nào mình compare mỗi người hay hoặc mỗi căn nhà mình mua trơn, mình đừng nói kỳ trước tôi mua căn nhà kia nó closing cost nó đâu đến nỗi này, mà sao bây giờ nó lại như thế này, nó khác, không thể nào compare được, nó không là một con số chính xác giống nhau được. Giờ nói ví dụ thêm một cái ví dụ nữa, cái giờ lạm phát nó lên, bây giờ mấy người ở escrow người ta muốn lên giá, văn phòng bây giờ nó ray giá lên giá, giờ sao, mình là người consumer, mình người tiêu thụ, mình phải trả, người là mình là mình trả chứ đâu người khác trả. Đấy. Nên khi có những cái mình không control được, mình đó control được, mình không control được thôi mình. Ha, thì miễn người làm sao trên giấy tờ người ta có rõ ràng vậy thôi, là mình biết nó như vậy chứ không phải là bây giờ chỉ có cái nhiệm vụ thôi. Nếu quý vị nào mà thắc mắc về một cái con số nào thì quý vị cứ hỏi, gọi phone người agent đó hoặc người làm loan đó, người ta sẽ giải thích cả là để mình hiểu rõ. Thì cái đó là cho rõ ràng. Rồi cái cuối cùng mà Trúc Trương và Thông Trần muốn nói đó là về cái phần closing cost, đó là mình trả như thế nào. Thí dụ như cái người seller thì đơn giản lắm, thì nó sẽ trừ vô cái số tiền mà người chủ nhà đang có, bạn, đúng không? Thí dụ như người đó đã pay up rồi, thí dụ như căn nhà đó đang 1 triệu mà họ đã pay up cái loan rồi, không? Họ bán được căn nhà đó 1 triệu thì họ sẽ trừ closing cost, giả sử như 35.000 á, thì họ trừ vô trong 1 triệu đó, trừ 35.000 ra, thì cái phần còn lại là gửi trả cho cái người chủ nhà, đúng không? Rồi, còn nếu như mà họ còn loan á,
đúng không? Thí dụ họ bán căn nhà 1 triệu mà cái loan của họ phải trả là hết 600 còn có 400 ngàn, thì họ cũng lấy 400 ngàn họ trừ cái 35 ngàn closing cost đó thì còn lại mới là cái số tiền của người chủ nhà, thấy không? Là dễ tính đến gì? Đơn giản lắm, người chủ nhà rất là đơn giản. Còn cái người mua nè, cái người mua thí dụ như cái closing cost, chút chứ không nói tới khác, khác thì dễ rồi đúng không? Closing cost không có bao nhiêu ha. Thì thí dụ như là lúc mà cái người mua khác đi, cái nhà đó 1 triệu, tiền closing cost đây 35 ngàn đúng không? Thì cái Cộng nhà đó cộng họ phân tiền, họ quay tiền thì cộng vô 1 triệu 35 ngàn ừ. đó, cộng vô mình phải trả thêm. Còn nếu đi loan Nếu mà đi loan thì mình mượn loan 400 ngàn, quý ví dụ mình mượn loan 400 ngàn, bây giờ mình không có tiền trả cái loan sinh có 35 thì mình cộng vô cái đó cái luôn, loan cái hàng loan bao luôn thành là 435 ngàn vậy thôi đó, thì à. nhiều người thì lại không muốn cộng vô, làm sao người ta sợ cái interest rate, tại cộng những cái loan càng lớn cái rate cũng phải trả, có nghĩa là thay vì mình trả có 400 ngàn cho cái rate 7 chấm đi thí dụ vậy, mà Dạ giờ mình tự nhiên mình cộng cái 35 ngàn đó cũng bị ảnh hưởng với cái rate 7 chấm đó, đúng giờ không? sao giờ Nhiều người người ta tính vậy à, mà. bây giờ đó là no choice, giờ mình không có Còn tiền thì mình đúng phải rồi, trả đủ thứ mà còn còn nếu như mà mình có tiền để mình trả riêng ở ngoài đó, thì cái ngày mình quay tiền vô đó quý vị ha, cái ngày mình quay tiền, ví dụ mình nói mình đau 20% gì đúng không, 20% đi, thì là cái ngày đó mình đi đi quay cái số tiền, thí dụ chút chương giả sử đi mình họ cần cũng như ví mình dụ quay là 200 ngàn, à 200 ngàn đi, ừ. mình quay vô tiền đau là 200 ngàn, thì cái tiền closing cost mình 35 ngàn đó cộng vô là cái ngày đó mình phải đi quay là 235 ngàn À, cũng đó, là vậy vô như vậy thôi, nó rõ ràng đúng không? Thì đó là tất cả những gì mà chú Trương và Thông Trần giải thích về cái closing cost, nó hơi nhiều đúng không quý vị, hơi rối, nhưng thật ra muốn chi tiết thì cứ gọi chú Trương và Thông Trần, khi nào mà quý vị thấy cảm thấy hơi rối rắm nhưng chú Trương không muốn nói sâu nữa thì quý vị không nhớ gì hết, chỉ nói những cái chính thôi. Mà quý vị nên nhớ một cái cuối cùng mà chú Trương và Thông Trần muốn nhắc nữa là không có cái gì free, cũng chẳng có cái gì rẻ nha quý vị nha. Nhiều người nói sau cái tiền closing cost nhiều quá, nhưng mà quý vị nên nhớ có nhiều lender, có chứ không phải là không đâu, có nhiều người cũng nói no fee no cost, như chú Trương nói không có gì fee, nếu no fee no cost ok, có nhiều lender họ làm vậy, nhưng mà khi họ lót cái rate cho họ mình á, cái rate nó sẽ cao hơn. Ừ. Ví dụ là quý vị trả hết thì quý vị có thể là được 6 chấm. Bây Ừ. giờ quý vị không cần đòi hỏi người ta, tôi không muốn trả tiền phí này nọ Ừ. tiền chi, thì nó quý vị phải trả 600 6.25 hay Ừ. 6.5 Đúng với rồi. cái tiền lợi 6.25 hay 6.5 Đó. tùy theo cái loan, tùy theo cái lệ phí Ừ. đòi, họ cũng cần sớm muộn gì họ cũng lấy tiền của việc Đúng thôi. rồi, hỏng đầu này thì đầu kia, thành ra không có gì phi, không có gì rẻ, cái tiền nào của đó thôi. Thì chúc chương và Tông Trần chỉ nhắc nhở cho quý vị biết là vấn đề như vậy, miễn sao cái nơi đó nó là nó làm việc sốt sắng đàng hoàng nhanh chóng mà làm được cái lon mình một cách suôn sẻ đúng không, rõ ràng, thì cái đó là mình nên pay nha. Còn theo Thông nói, Thông nhắc nhở quý vị, mình cũng có quyền đi shop around cái loan với lại escrow, nhưng thường thường bây giờ theo Thông á, kinh nghiệm của Thông á, ở trong địa ốc rất nhiều thì khác biệt nhau có 200-300 chứ không có, tại vì bây giờ họ muốn cạnh tranh với nhau để họ lấy cái loan, và escrow cũng muốn cạnh tranh với nhau để lấy cái transaction họ mới sống sót nổi. Nếu mà bây giờ cái gì họ cũng để trên online hết á, quý vị bấm vô quý vị biết hết đúng rồi, nếu mà họ chặt nhiều quá là họ sẽ tự họ giết mà họ thôi, chứ chứ không 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 đến đến không đến mà mình giết họ nữa, tại là người này đồn người kia đồn ở chỗ này chặt cao quá, người là họ không có business để làm nữa, nên Thông nói là nó cũng xê xích nhau cũng mấy trăm, cũng 300-400 năm 300-400 mà chứ cũng không nhiều đâu. Đó là tất cả những gì mà chú Trương, giống như kinh nghiệm của chú Trương và Thông Trần, cũng như những cái gì mà chúng tôi thấy được cái lợi cái hại, hay hoặc những cái gì mà quý vị không thấy mà chú Trương và Thông Trần đưa ra để quý vị hiểu rõ hơn nha. Và đôi khi không phải không bao giờ mà cái người khách hàng mà complain hay hoặc là than phiền là
sao cái tiền escrow gì mà cao quá, ấy gì kia, toàn là nhắm vô cái người làm loan. Họ nói sao cái tiền chặt lệ phí gì closing cost nhiều quá. Không phải người làm loan quý vị, họ chỉ là cái người tổng kết giùm cho mình những con số như thế nào để lender họ thấy thôi ha. Tất cả là cái đó là cái thô đồ, tất cả chi phí của nhiều văn phòng gộp lại, nhiều ví dụ loan, title, escrow, rồi commission của agent, ví dụ vậy đó, là tất cả những cái đó nó cộng vô đó, thành ra mình cứ nhắm vô cái bên lender chót là không đúng nha quý vị ha. Thì đó là tất cả những gì mà chúng tôi muốn chia sẻ đến quý vị, cảm thấy hay cũng hay hoặc là cảm thấy có ý nghĩa thì quý vị nên share cho các người thân của mình, bạn bè, để biết thêm, để mình biết được là mình mua nhà mình phải chi phí những gì nha quý vị ha. Xin cảm ơn quý vị và chúc quý vị một ngày thật nhiều niềm vui và nhiều may mắn. Những quý vị mới nhớ giống như là subscribe để chúng tôi có thêm những cái cuốn video kế tiếp hay hơn cho quý vị thưởng thức. Cảm ơn quý vị. Thông cũng cảm ơn quý vị và chúc quý vị có một ngày niềm vui và nhiều hạnh phúc với gia đình.